thứ ba, 20 tháng 10, 2020, cuộc đời Thánh nữ Faustina, phần 18. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã bắt đầu nghe về cuộc đời Thánh nữ Faustina từ ngày thứ sáu mùng 2 tháng 10 năm 2020, phần 1, cho đến ngày hôm nay 20 tháng 10 năm 2020, phần 18, ơn thúc giục của Chúa. Ngày 23 tháng 4, hội dòng đang tổ chức một kỳ tĩnh tâm 8 ngày và chị Thánh Faustina đã tận dụng cơ hội này để tĩnh tâm 3 ngày. Chiều tối hôm đó, chị nghe có tiếng phán trong linh hồn: Ái nữ của cha, con hãy biết rằng cha sẽ nói với con một cách đặc biệt qua vị linh mục này, để con không còn nghi ngờ về những ước muốn của cha. Ngay trong bài giảng đầu tiên, những lời của vị linh mục đã tạo ấn tượng sâu sắc nơi linh hồn của chị Faustina. Không được chống lại thánh ý Chúa và những chương trình của Người, cho dù có thế nào đi nữa. Và một khi đã tin tưởng tính xác thực và chân chính của thánh ý Thiên Chúa, thì phải có nhiệm vụ thực hiện. Giờ đây, chị Thánh đã biết những gì Thiên Chúa muốn về mình và chị phải thực hiện. Nhật ký 1101. Ngày 30 tháng 4, ngày tuyên lại các lời khấn, sự hiện diện của Thiên Chúa đã sớm bao trùm chị Thánh từ khi vừa thức giấc, và tình yêu Thiên Chúa trào đổ chan chứa trong linh hồn của chị. Chị Thánh nhận ra rõ ràng mọi sự đang xảy ra theo thánh ý Chúa. Lúc đó, chị được nghe những lời này: Cha muốn ban ơn tha thứ hoàn toàn cho những linh hồn nào đi xưng tội và rước lễ trong ngày lễ kính lòng thương xót của cha. Nhật ký 1109. Trong nghi lễ long trọng, các nữ tu tuyên lại những lời khấn. Chị Thánh Faustina nghe các thiên thần hát vang những lời Thánh, Thánh, Thánh. Chị ghi nhận các ngài hát du dương không miệng lưỡi nhân loại nào có thể sánh bằng. Bấy giờ, mẹ Tổng Quyền đang ở tại Krakow để nhận lời khấn của các nữ tu và kinh lý cộng đoàn. Ngày 4 tháng 5, Faustina đến gặp mẹ. Thưa mẹ yêu dấu, mẹ đã được ơn soi sáng gì về việc con rời hội dòng này chưa? Mẹ Tổng Quyền đáp: Này chị, cho đến thời điểm này, lúc nào tôi cũng cản ngăn, nhưng giờ đây tôi để chị hoàn toàn tự do lựa chọn làm theo điều chị muốn. Chị có thể rời khỏi hoặc ở lại với hội dòng. Chị Thánh thưa lại: Dạ được. Và chị nghĩ ngay đến việc viết thư lên Đức Thánh Cha để xin Người tháo chuẩn lời khấn. Nhưng khi từ biệt mẹ bề trên, bóng tối một lần nữa phủ xuống linh hồn chị như trước. Điều lạ là mỗi lần chị xin phép rời bỏ hội dòng, bóng tối lại vây kín linh hồn. Faustina quyết định lập tức đi gặp mẹ bề trên và thưa với mẹ về cực hình và cuộc chiến đấu lạ kỳ. Mẹ đáp: Việc rời bỏ hội dòng của chị là một cơn cám dỗ. Sau khi thưa chuyện với mẹ một lúc, Faustina cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng bóng tối vẫn còn đó. Mẹ bề trên xác nhận: Lòng thương xót của Chúa vô cùng tốt đẹp, và chắc chắn đó là công cuộc vĩ đại của Thiên Chúa. Vì thế, Satan ra sức chống đối và muốn phá hoại việc ấy. Nhật ký 1115. Những lời sau đây trong nhật ký cho thấy nỗi khổ tâm của chị Thánh Faustina. Không ai có thể am tường và hiểu thấu,
chính tôi cũng không thể diễn tả những cực hình của bản thân. Nhưng không thể có đau khổ nào lớn hơn thế này. Những khổ hình của các vị tử đạo cũng không dữ dằn hơn. Bởi vì trong những lúc thế này, cái chết là sự giải thoát cho tôi. Tôi không thể sánh những đau khổ này với gì được. Một cơn hấp hối triền miên của linh hồn tôi. Nhật ký 1116. Ngày 5 tháng 5, Faustina vào tòa cao giải để tìm sự nâng đỡ về tình trạng hoang mang của mình mỗi khi xin rời bỏ hội dòng để thành lập hội dòng mới. Cha giải tội trả lời: có lẽ đây chưa phải là thời điểm Chúa đã ấn định. Chị phải cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng quả thật, những đau khổ khủng khiếp đang đón chờ chị. Nhật ký 1117. Chị Thánh cảm thấy bơ vơ trong thời gian này. Cha linh hướng của chị là cha Andras đã đi Roma được vài tuần. Nhưng chị vững tin Thiên Chúa sẽ không để chị phải chịu đựng quá sức. Chị đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Linh hồn chị vẫn trong cảnh khốn cực và tăm tối. Mặc dù vạn vật trong thiên nhiên đang xôn xao niềm vui mùa xuân, nhưng trái tim của chị Thánh không thể vui nổi vì đứng dấu yêu đã ẩn mặt cách xa. Nhật ký 1118-1120. Ngày hôm đó, lễ Chúa Giêsu lên trời, Faustina có một trạng thái tinh thần hoàn toàn ngược lại. Linh hồn chị cảm nhận được Chúa và đã kết hợp với Cha trên trời trong suốt thời gian. Tình yêu bao la của Cha trên trời ấp ủ chị Thánh đến độ chị gọi ngày hôm ấy là ngày được liên lỉ ngây ngất trong tình yêu. Tình yêu Chúa trấn an và làm chị vững tin rằng linh hồn chị đã làm đẹp lòng Chúa và người ban cho chị được bình an sâu thẳng trong tâm hồn. Suốt ngày hôm ấy, chị Thánh không thể dùng của ăn vì cảm thấy no thỏa trong tình yêu. Ngày 20 tháng 5, chị Faustina ghi rằng trong suốt tháng ấy, chị đã được khỏe mạnh và chị chợt nghĩ không biết điều nào đẹp lòng Chúa hơn. Chấp nhận bệnh tật để phụng sự Chúa hay là được mạnh khỏe như trước kia? Và chị đã thưa cùng Chúa: lạy Chúa, xin hãy sử dụng con theo ý Chúa. Và ngày hôm ấy, Chúa Giêsu đã cho chị Thánh được mạnh khỏe như trước kia. Nhật ký 1125. Tôn sư Chí Thánh. Sau đó hai ngày, ngày 22 tháng 5, biến cố sau đây đã xảy ra và Faustina đã ghi lại để minh chứng thần lực chính Chúa Giêsu đã dành cho chuỗi kinh thương xót mà người đã dạy. Hôm nay trời oi bức rất khó chịu. Tất cả chúng tôi đều mong trời mưa, nhưng mưa chẳng thấy đâu. Bầu trời u ám suốt nhiều ngày, nhưng không có một giọt mưa. Nhìn cây khô khát mưa, tôi cảm thấy tội nghiệp và quyết định đọc chuỗi kinh cho đến khi Chúa ban mưa cho chúng tôi mới thôi. Trước bữa tối, bầu trời kéo mây và trút xuống một cơn mưa như trút nước. Tôi đã liên tục đọc chuỗi kinh suốt 3 tiếng đồng hồ. Chúa cho tôi biết có thể xin được mọi sự nhờ chuỗi kinh này. Nhật ký 1128. Những đại lễ của giáo hội liên tục nối tiếp nhau. Ngày 23 tháng 5 lễ Chúa Ba Ngôi. Ngày 27 tháng 5 lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Mỗi dịp lễ đều đem lại chứa chan niềm vui và hạnh phúc, giúp làm sáng rõ và nhiều tri thức hơn về sự cao cả và lòng nhân lành của Thiên Chúa. Trong thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 4 tháng 6 1937,
Faustina đã nhận được thông điệp rất quan trọng sau đây. Hỡi tông đồ lòng thương xót của cha, con hãy công bố cho toàn thế giới về lòng thương xót khôn dò của cha. Đừng chán ngại trước những khó khăn con phải đương đầu khi rao truyền tình thương của cha. Những khó khăn này tuy làm con đau khổ, nhưng hết sức cần thiết cho việc nên thánh của con, và là bằng chứng cho thấy công cuộc này là của cha. Ái nữ của cha ơi, con hãy tỉ mỉ ghi lại từng câu cha dạy cho con về lòng nhân lành của cha, bởi vì nhờ đó rất nhiều linh hồn sẽ được hưởng nhờ lợi ích. Nhật ký 1142. Trong dịp tĩnh tâm ngày 6 tháng 6, Chúa lại phán với Faustina: chớ gì các tội nhân cứng lòng nhất, hãy đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót của cha. Họ được quyền ưu tiên hơn những người khác khi tín thác vào vực thẳm thương xót của cha. Hỡi ai nữ của cha, con hãy viết về lòng lân tuất cha dành cho các linh hồn thống khổ. Linh hồn nào kêu nài đến lòng thương xót của cha đều làm cha sướng vui. Linh hồn nào kêu nài đến lòng thương xót của cha đều làm cha sướng vui. Với những linh hồn ấy, cha sẽ rộng ban nhiều ơn thánh cho họ hơn họ kêu xin. Cha không thể trừng phạt ngay cả một tội nhân khốn nạn nhất nếu họ biết kêu xin lòng thương xót cha. Ngược lại, cha sẽ thánh hóa họ nơi lòng thương xót vô cùng và khôn sánh của cha. Con hãy viết rằng, trước khi cha đến như thẩm phán chí công, tin vàng, cha sẽ mở rộng cánh cửa xót thương của cha. Ai khước từ không bước qua cánh cửa xót thương sẽ phải bước qua cánh cửa công bình của cha. Trước khi cha đến như một thẩm phán chí công, tin vàng, cha sẽ mở rộng cánh cửa xót thương của cha. Ai khước từ không bước qua cánh cửa xót thương sẽ phải bước qua cánh cửa công bình của cha. Nhật ký 1146. Một lần nọ, Faustina cảm thấy khổ tâm vì phải cắt cử làm công tác nên không thể tham dự một vài buổi hội cùng với chị em. Chúa Giêsu liền nói: ái nữ của cha, tại sao con lại gán cho lời dạy và lời nói của con người một tầm quan trọng đến thế? Chính cha muốn dạy con, vì thế cha an bài các việc để con không được tham dự các buổi nghe giảng. Chỉ trong một giây phút, cha sẽ cho con hiểu biết nhiều hơn những gì người khác phải dùng nhiều năm vất vả mới đạt được. Nhật ký 1147. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục huấn luyện cho tập sinh nhỏ bé của người. Ngày 20 tháng 6, Faustina nhận thức được rằng chúng ta nên giống Thiên Chúa khi chúng ta tha thứ cho những người chung quanh của chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, nhân lành và thương xót. Sau đó, Chúa còn phán với chị Thánh: mọi linh hồn, nhất là linh hồn các tu sĩ, phải phản ảnh lòng thương xót của cha. Trái tim cha chan chứa tình yêu thương và luân tuất đối với tất cả mọi người. Trái tim của những người dấu yêu của cha cũng phải nên giống trái tim cha. Trái tim ấy cũng phải tuôn trào nguồn xót thương của cha cho các linh hồn. Nếu không, cha sẽ không nhận họ là những người thuộc về cha. Nhật ký 1148. Ngày 23 tháng 6, trong khi chị Thánh Faustina đang cầu nguyện trước Thánh Thể, mọi đau đớn thể xác của chị bỗng tan biến và chị nghe có lời phán bảo trong linh hồn:
Con xem, cha có thể ban mọi sự cho con trong một giây phút. Cha không bị giới hạn bởi bất kỳ luật nào. Nhật ký 1153. Sau đó, ngày 27 tháng 6, Chúa ban cho Faustina được thị kiến về tu viện của dòng mới và những nhân sự sống trong đó. Faustina được soi sáng và hiểu biết sâu xa về toàn bộ công cuộc, và linh hồn chị không còn một hoài nghi nào nữa. Chúa Giêsu còn cho chị Thánh biết ý định của Người đối với hội dòng mới. Hội dòng này sẽ gồm 3 ngành với 3 phương diện khác nhau, nhưng có cùng một mục đích. Phương diện thứ nhất là các linh hồn được tách khỏi thế gian sẽ bừng cháy như của lễ trước tòa Chúa để Nài xin ơn thương xót cho thế giới. Bằng những lời khẩn cầu, họ sẽ khẩn xin phúc lành cho các linh mục, và bằng việc cầu nguyện, họ cầu nguyện cho thế giới đón chờ lần thứ hai, đón chờ lần trở lại sau cùng của Chúa Giêsu. Phương diện thứ hai là cầu nguyện được liên kết với hành vi thương xót. Đặc biệt, họ sẽ bảo vệ các linh hồn trẻ thơ chống lại thần dữ. Tất cả những gì đòi hỏi các linh hồn này là việc cầu nguyện và những hành vi thương xót. Ngay những người túng thiếu nhất cũng có thể được nhận vào số này. Giữa thế giới ích kỷ, họ sẽ ra sức khơi dậy đức yêu thương và lòng nhân ái của Chúa Giêsu. Phương diện thứ ba là cầu nguyện và các hành vi thương xót, nhưng không có trách vụ lời khấn nại. Bằng cách thực hiện như vậy, những người này sẽ được thông phần tất cả công trạng và đặc ân của toàn thể hội dòng. Mọi người trên thế giới đều có thể thuộc về nhóm này. Một phần tử thuộc nhóm này phải thực hiện tối thiểu mỗi ngày một hành vi thương xót. Ít là một, nhưng có thể nhiều hơn. Vì những hành vi như thế, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện dễ dàng, ngay cả những người nghèo khó nhất. Có 3 cách thực hiện một hành vi xót thương. Lời nói xót thương bằng cách tha thứ và an ủi. Thứ hai, nếu không dùng lời nói thì hãy cầu nguyện, đó cũng là xót thương. Thứ ba là các việc làm xót thương. Điều đến ngày sau hết, chúng ta sẽ bị phán xét theo điều này, và dựa trên nền tảng này, chúng ta sẽ lãnh nhận phán quyết số phận đời đời. Nhật ký 1155-1158. Sau đó, Faustina còn ghi thêm nhận định này: những chốt ngăn thác nguồn của Thiên Chúa đã được mở toang cho chúng ta. Chúng ta hãy tận dụng những thác nguồn ấy trước khi ngày công thẳng đến. Đó là một ngày thật kinh hoàng. Nhật ký 1159. Một lần kia, Faustina hỏi Chúa Giêsu: vì sao Người lại khoan nhượng quá nhiều tội lỗi và tai ác mà không đoán phạt thế gian? Chúa đã trả lời: cha có muôn kiếp để luận phạt, nhưng cho đến lúc này, cha đang kéo dài thời gian thương xót cho các tội nhân. Nhưng vô phúc nếu như họ không nhận ra đây là thời gian cha viếng thăm. Ai nữ của cha, thư ký của lòng thương xót cha, nhiệm vụ của con không những phải ghi chép và loan báo về tình thương của cha, mà còn phải nài xin ân sủng này cho họ nữa, để họ cũng được tán dương lòng thương xót của cha. Nhật ký 1160. Vì Faustina cố gắng thực thi thánh ý của Chúa một cách trung thành, nên Satan đã thú nhận chị là đối tượng lòng căm ghét của hắn. 1000 linh hồn không làm tao thiệt hại bằng một mình mày, khi mày nói về lòng thương xót lớn lao của đấng tối cao, của đấng toàn năng. Các tội nhân khốn nạn nhất tìm lại được niềm tin tưởng và trở về cùng Thiên Chúa, còn tao thiệt thòi tất cả. Nhưng còn nữa, mày còn lấy lòng thương xót vô tận
của đấng toàn năng mà hành khổ tao. Nhật ký 1167. Ngày 29 tháng 6 là ngày cha Andras từ Roma trở về. Ngài đã đến thăm và lưu lại với các nữ tu và các học viên 2 giờ. Kể cho mọi người nhiều điều hay lạ Ngài đã thấy bên Roma. Dù rất mong mỏi được gặp riêng cha Andras để trình bày về những ơn soi sáng cũng như những thử thách của mình trong thời gian Ngài đi thăm, Ngài đi xa, nhưng chị Faustina không sao tìm được thời gian. Cuộc sống ngày ngày của Faustina có nhiều an ủi, nhưng cũng có nhiều thử thách. Faustina thừa nhận rằng mặc dù thường xuyên được bình an sâu xa trong tâm hồn, nhưng chị nhận thấy việc trung thành bước theo con đường Chúa Giêsu đã định cho chị là một cuộc chiến đấu cam go, đầy gian nan. Ngày 4 tháng 7, ngày tĩnh tâm tháng, chị đã ghi lại thành quả suy niệm và chương trình sống của mình trong tháng. Bất cứ những gì Chúa Giêsu đã làm, Người đều làm hoán cải cho tôi. Người ra đi, Chúa Giêsu thiên giáng phúc. Cách sống của Người đầy tốt lành và thương xót. Những bước chân của Người được hướng dẫn bởi lòng thương cảm. Đối với các kẻ thù, Ngài tỏ lòng nhân lành, từ tâm và thông cảm. Đối với những ai cần thiết, Ngài giúp đỡ và ủi an. Trong tháng này, tôi đã quyết định trung thành noi theo những đặc tính này của Chúa Giêsu cho đến ngày bắt đầu trả giá. Nhật ký 1175. Trong giờ chầu thánh thể, Faustina được nghe lời Chúa phán: Ái nữ của cha, những nỗ lực của con rất đẹp lòng cha. Đó là niềm hoan lạc của trái tim cha. Cha nhìn thấy mọi cái động của trái tim luôn tôn thờ cha của con. Nhật ký 1176. Một tuần lễ sau, Chúa lại ban cho thư ký của Người những hướng dẫn sau đây: Ái nữ của cha, niềm hoan lạc và sướng vui của cha, không gì có thể ngăn cản cha ban phát ơn thánh cho con. Ái nữ của cha ơi, con hãy viết rằng linh hồn nào càng khốn nạn càng có quyền lớn hơn trên lòng thương xót của cha. Linh hồn nào càng khốn nạn càng có quyền lớn hơn trên lòng thương xót của cha. Con hãy hối thúc các linh hồn hãy tín thác vào vực thẳm lòng từ ái vô tận của cha, vì cha muốn cứu vớt tất cả. Trên thập giá, nguồn mạch xót thương của cha đã được lưỡi đồng khai mở cho hết mọi linh hồn. Cha không muốn loại trừ bất kỳ một ai. Nhật ký 1182. Chúa Giêsu còn tỏ cho chị thánh việc phó thác cho thánh ý và chiêm ngưỡng cuộc thương khó của Chúa có giá trị như thế nào. Chị thánh đã ghi lại: Tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập giá, từ các bàn tay, bàn chân và cạnh sườn, máu đang ứa chảy ra. Sau một lúc, Chúa Giêsu phán bảo tôi: Tất cả điều này là vì phần rỗi các linh hồn. Ái nữ của cha, con hãy suy cho kỹ về những gì con đang thực hiện cho phần rỗi của họ. Tôi thưa lại: Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn nỗi thống khổ của Chúa, con cảm thấy hầu như con chưa làm gì cho phần rỗi các linh hồn. Chúa Giêsu phán bảo tôi: Ái nữ của cha, con hãy biết rằng cuộc tử đạo từng ngày âm thầm của con trong việc hoàn toàn suy phục thánh ý cha đã dẫn đưa nhiều linh hồn đến thiên đàng. Và khi thấy đau khổ dường như vượt quá sức mình, con hãy chiêm ngưỡng các thương tích của cha, và con sẽ qua được sự khinh khi và xét đoán của con người. Khi thấy đau khổ dường như vượt quá sức mình, con hãy chiêm ngưỡng các thương tích của cha, và con sẽ vượt qua được sự khinh khi và xét đoán của con người. Con hãy suy gẫm cuộc khổ nạn của cha,
để giúp con vươn cao trên mọi sự. Tôi đã hiểu biết nhiều điều mà trước đây tôi không thể hiểu được. Nhật ký 1184. Tăng bội tình yêu hy sinh. Đầu tháng 7, chị Thánh Faustina đã ghi lại trong nhật ký của mình: "Tôi thường cầu nguyện cho đất nước Ba Lan, nhưng tôi thấy Thiên Chúa rất giận dữ trước thái độ vô ơn của họ. Tôi lấy hết sức linh hồn mình để che chở. Tôi thường xuyên nhắc lại với Thiên Chúa về lời hứa lòng thương xót của Người. Khi nhìn thấy cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa, tôi tín thác gieo mình vào vực thẳm thương xót của Người và ném cả Ba Lan vào đó. Và khi ấy, Thiên Chúa không thể dùng phép công thẳng của Người được. Hỡi quê hương tôi, tại sao bắt tôi trả giá đắt đến thế? Không ngày nào mà tôi không cầu nguyện cho ngươi." Nhật ký 1188. Vài ngày sau đó, chị Thánh đã được nghe những lời này: "Ái nữ của cha, con là niềm hoan lạc của trái tim cha. Thật vui sướng khi cha nhìn vào linh hồn con. Cha ban xuống nhiều ân sủng chỉ vì con. Cha chịu lại các hình phạt cũng vì con. Con kìm giữ cha, khiến cha không thể thực hiện các đòi hỏi của phép công thẳng. Con trói tay cha lại bằng tình yêu của con." Nhật ký 1193. Ngày 15 tháng 7, Faustina được biết trong tâm hồn rằng chị sẽ phải thuyên chuyển sang một tu viện khác, đồng thời nghe có tiếng nói trong tâm hồn: "Ái nữ của cha, con đừng sợ hãi gì. Chính ý muốn của cha là con vẫn ở lại đây. Những chương trình của nhân loại sẽ bị cản trở, bởi vì chúng phải tuân hợp với thánh ý cha." Nhật ký 1180. Năm ngày sau, quả thật chị Thánh nhận được tin báo phải chuyển tới tu viện ở Rabka trước ngày 5 tháng 8. Từ khi cha Andras từ Roma trở về, mặc dù chưa có dịp nói chuyện riêng với ngài, nhưng Faustina vẫn xin mẹ bề trên ban phép để đi Rabka lập tức. Mẹ bề trên ngạc nhiên vì nhìn thấy Faustina muốn đi sớm như vậy, nhưng chị không giải thích. Chị đã ghi trong nhật ký: "Điều đó sẽ mãi mãi là một bí mật." Nhật ký 1198. Và thế là ngày 29 tháng 7, Faustina đã đi Rabka. Đó là một ngôi làng miền núi Carpathian. Ở đó, hội dòng có một ngôi nhà nghỉ dưỡng dành cho các nữ tu và các học viên. Trước lúc lên đường, Faustina cảm thấy trong lòng trống rỗng và tăm tối. Sự đón tiếp nồng hậu của các chị em tại Rabka chỉ làm tăng thêm nỗi đau khổ của chị. Trong thời gian tại đó, sức khỏe của chị Thánh giảm sút đến độ phải nằm liệt giường. Chị Thánh nghe biết bệnh lao phổi không gây ra những cơn đau dữ dội, nhưng trường hợp của chị lại hoàn toàn khác. Những cơn đau dữ dội, đau ở ngực khủng khiếp đến độ ngay cả việc cử động bàn tay Faustina cũng làm không nổi. Một đêm nọ, chị nằm im như chết, vì nếu chỉ hơi cử động một chút, hai lá phổi của chị dường như xé ra từng mảnh. Trong đêm dài bất tận ấy, chị kết hợp với Chúa Giêsu và cầu nguyện cùng Cha trên trời cho các tội nhân. Một nữ tu cho biết chị Thánh biết sức khỏe của mình không thể khá hơn vì khí hậu tại Rabka không có lợi cho các bệnh nhân. Lần này, Cha Thánh Giuse đã đến nâng đỡ chị Thánh Faustina. Thánh cả cho biết ngài mong muốn được chị sùng kính và dạy chị mỗi ngày hãy đọc ba kinh: một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh và kinh hãy nhớ để tôn kính ngài. Thánh cả còn cho biết ngài đang phù trợ cho công cuộc lòng thương xót và hứa sẽ dành cho chị Faustina một sự nâng đỡ và che chở đặc biệt. Nhật ký 1203. Ngày 1 tháng 8, ngày tĩnh tâm tháng, là một ngày tĩnh tâm trong đau đớn.
Faustina không thể cầu nguyện. Thân xác và linh hồn của chị rên xiết trong đau khổ, và chị đã phải thở than với Chúa: lạy Chúa Giêsu của con, Chúa thấy đứa con nhỏ của Chúa đang sa sút nè. Nhật ký 1204. Ngày 6 tháng 8, Faustina bắt đầu làm một tuần kiểu Nhật trước lễ Đức Mẹ lên trời với bà ý nguyện: xin được gặp cha Sopoko, xin Chúa sớm xúc tiến công cuộc lòng thương xót và cầu nguyện cho đất nước Ba Lan. 4 ngày sau, Faustina được trở về Krakow. Bà có một chị em cùng đi. Chị đã dành ra mấy ngày sau đó để ghi lại tuần kiều nhật kính lòng thương xót của Chúa mà Chúa đã dạy cho chị thực hiện trước ngày lễ kính Chúa thương xót. Nhật ký 1207-1209. Khi các chị em vặn hỏi vì sao lại sớm trở về như vậy, Faustina đã phải cố gắng nhận thức ra, cố gắng nhẫn nhục để trả lời cho từng người một, vì sức khỏe của em tệ quá. Khổ sở hơn nữa là vì chị Thánh biết rõ đa số những người hỏi han không phải để thông cảm mà cốt để gây thêm đau khổ cho mình. Chị Thánh ghi lại trong nhật ký: chỉ một mình Chúa mới biết tôi khổ sở chừng nào. Nhật ký 1236. Chỉ một mình Chúa Giêsu biết tôi chịu khổ dường nào. 2 ngày sau, khi trở về Krakow, cha Sopoko có dịp đi qua và ghé thăm. Cha ghi lại, chị Thánh ghi lại: niềm vui của tôi được chứa chan, và tôi cảm nhận Thiên Chúa đã thương ban ân hợi trọng đại này. Chỉ vì muốn danh Chúa được cả sáng, nên hơn tôi mới mong được gặp cha. Nhật ký 1238. Sau đó, chị đã ghi lại cảm nhận của mình đối với khiêm nhường trước linh mục như sau: Chúa Giêsu hết sức bảo vệ những đại diện của người trên trần gian. Chúa kết hợp với các ngài rất mật thiết và ban lệnh cho tôi phải đặt quan điểm của các ngài ưu tiên hơn chính Chúa. Tôi đã hiểu biết mối nghĩa động tình thắm giữa Chúa Cha và các linh mục. Chúa Giêsu bảo vệ những gì mà các linh mục rao giảng và thường chiều theo ước muốn của các ngài. Đôi khi Chúa còn đặt mối thân tình giữa người với một linh hồn tùy thuộc vào lời khuyên của vị linh mục. Lạy Chúa Giêsu, nhờ ơn đặc biệt Chúa ban, con mới biết rõ mức độ Chúa chia sẻ quyền năng và mầu nhiệm với các linh mục còn hơn với các thiên thần. Bởi thế con vui mừng vì mọi sự đều mưu ích cho con. Nhật ký 1240. Ngày 15 tháng 8, trong giờ nguyệt gẫm, sự hiện diện của Chúa một lần nữa tràn ngập hữu thể con người Faustina, và chị được cảm nghiệm niềm vui với Đức Mẹ Đồng Trinh trong ngày Mẹ lên trời. Đức Mẹ Đồng Trinh đã nói với chị: chúng ta không thể làm hài lòng Thiên Chúa nếu không vâng phục thánh ý Chúa. Mẹ hết lòng ước mong con hãy trội vượt trong việc trung thành chu toàn thánh ý Chúa. Con hãy đặt thánh ý Chúa trước tất cả mọi hy sinh và của lễ toàn thiêu. Khi nghi thức đặc biệt, tức là nghi thức các nữ tu bầu chọn Đức Mẹ Nhân Lành làm bề trên tổng quyền của hội dòng sắp sửa kết thúc, Faustina lại được nhìn thấy Đức Mẹ, và Đức Mẹ phán với chị: ôi, Mẹ hài lòng biết bao với sự tôn kính yêu mến của các con. Và Mẹ đã phủ bọc mọi nữ tu trong hội dòng này dưới áo choàng của Mẹ. Nhật ký 1244. Ngày hôm sau khi hiệp lễ, Faustina được nhìn thấy Chúa Giêsu và người phán với chị Thánh: ái nữ của cha, trong những tuần đầu con không nhìn thấy cũng không cảm nghiệm được sự hiện diện của cha. Cha còn kết hợp với con thắm thiết hơn cả những khi con được xuất thần. Sự trung thành và hương thơm nguyện cầu của con đã thấu đến cha. Sau những lời ấy, linh hồn chị Thánh được chan chứa ơn an ủi của Chúa. Tình trạng được ngập tràn trong ánh sáng và tịnh hiệp như thế nào để kéo dài suốt 30 ngày không ngắt quãng. Tuy nhiên, bề ngoài chị Thánh vẫn có thể thực hiện các bổn phận thường lệ.
chị Thánh còn nhận được một cuộc viếng thăm nữa từ trời cao xảy ra ngày 22 tháng 8. Hôm nay, Thánh nữ Bà Ra Đồng Trinh đến thăm và đề nghị tôi hãy hiệp lễ suốt 9 ngày để cầu cho đất nước và làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Thánh nữ Đồng Trinh đội một vương miện gồm các tinh tú, trên tay cầm một thanh gươm. Vương miện và tinh tú đều chói sáng như nhau, trong trang phục màu trắng và bộ tóc thướt tha. Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời đến độ nếu như tôi chưa từng thấy Đức Trinh Nữ Maria, có lẽ tôi đã tưởng lầm là Đức Mẹ. Giờ đây tôi hiểu ra mỗi vị Thánh Đồng Trinh đều có một vẻ đẹp đặc biệt, một vẻ đẹp rạng ngời khác biệt với các vị Thánh khác. Nhật ký 1251. Vào những ngày cuối tháng 8, cha Subocco đã đến thăm tu viện Krakow và rốt cuộc chị Thánh cũng được phép nói chuyện lâu với ngài. Chị được biết công cuộc lòng thương xót Chúa đang tiến triển và vấn đề ngày lễ kính lòng Chúa thương xót càng khả quan hơn nữa. Tuy vậy, vẫn còn nhiều ngờ vực, trở ngại nên cần có nhiều lời cầu nguyện. Cha Subocco bảo chị cứ an tâm và bình tĩnh trong mọi sự. Sau đó, ngài còn cho chị Thánh biết ngài đã trao tuần cửu nhật, kinh cầu và chuỗi lòng thương xót Chúa cho nhà in và xin chị cầu nguyện để giáo quyền cho phép chuẩn. Sáng ngày 30 tháng 8, cha Subocco ra đi. Trong lúc đắm đuối cầu nguyện với tâm tình biết ơn vì đã được gặp ngài, chị Faustina đã được kết hợp mật thiết với Chúa và Chúa đã cho chị Thánh biết ngài là một linh mục đúng ý trái tim cha. Những nỗ lực của ngài rất đẹp lòng cha. Ái nữ của cha ơi, con hãy xem. Thánh ý cha phải được thực hiện và điều cha đã hứa với con cha sẽ hoàn thành. Qua ngài, cha đem niềm vui an ủi đến cho các tâm hồn đau khổ ưu phiền. Việc ngài truyền bá công cuộc tôn sùng lòng thương xót cha làm cha rất thỏa mãn. Và qua công cuộc thương xót, nhiều linh hồn sẽ đến được với cha. Nếu không có công cuộc này, dù ngài có ban phép giải tội mấy ngày suốt năm cho đến mãn đời cũng không sánh bằng. Bởi vì như thế, cùng lắm ngài cũng chỉ lao nhọc cho đến chết, trong khi qua công cuộc lòng thương xót, ngài sẽ được làm việc cho đến tận thế. Trong những lời nói chuyện với cha Subocco, chị Faustina nhận ra ngài gặp rất nhiều đau khổ, chẳng khác nào Chúa Kitô tử giá. Những nơi đúng ra ngài có thể tìm được an ủi thì lại toàn gặp thập giá. Ngài sống giữa nhiều người nhưng chẳng có lấy một thân hữu ngoại trừ Chúa Giêsu. Đó là cách Thiên Chúa tước lột những linh hồn được người đặc biệt yêu ái. Nhật ký 1259. Ngày 1 tháng 9 1937, Faustina nghĩ rằng chị đã nhìn thấy Chúa Giêsu như một vị vua uy nghi cao cả, nghiêm nghị nhìn xuống địa cầu. Nhưng vì có sự can thiệp của Đức Mẹ nên Chúa lại kéo dài thời gian thương xót. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, vào đúng ngày này, độ 1 năm sau, khi chị Faustina từ trần, cuộc thanh luyện đã bắt đầu bằng biến cố Đức Quốc xã xâm chiếm Ba Lan và Thế chiến II bùng nổ. Nhật ký 1261. Ngày thứ 6 đầu tháng 9, chị Thánh Faustina được ân soi sáng trong giờ hiệp lễ để thực hiện hành vi thương xót tận tuyệt cho Thánh ý Thiên Chúa. Nội dung chúng ta lắng nghe, nội dung như sau: hành vi dâng hiến. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đấng con được tiếp đoán vào lòng trong giây phút này, nhờ sự kết hợp với Chúa, con xin hiến thân cho Cha trên trời như một bánh thánh hiến tế tận tuyệt và trọn vẹn phó mình cho thánh ý rất nhân lành và thánh thiện của Chúa. Lạy Chúa, từ nay về sau, xin thánh ý Chúa hãy là lương thực của con. Xin Chúa hãy nhận lấy hữu thể của con, định đoạt về con theo ý Chúa.
Bất cứ sự gì bàn tay hiền phụ Chúa trao, con sẽ đón nhận với lòng suy phục, bình an và vui mừng. Con không sợ hãi gì, cho dù Chúa dẫn con đi hướng nào. Với ơn Chúa trợ giúp, con sẽ thực hiện mọi điều Chúa truyền cho con. Con không còn sợ hãi bất cứ soi động nào của Chúa nữa, cũng không lo âu dò xét các điều ấy sẽ đưa con về đâu. Lạy Chúa, xin hãy dìu dắt con trên mọi nẻo đường Chúa muốn. Con xin chọn niềm tín thác nơi Thánh Ý Chúa. Đối với con, Thánh Ý Chúa chính là toàn yêu và toàn thương. Chúa bảo con, ở lại tu viện này, con sẽ ở lại. Chúa truyền con đảm nhận công việc này, con xin đảm nhận. Chúa để con lao đao trong công việc này cho đến chết, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cho con chết khi nói theo loài người, sự sống của con xem ra đặc biệt cần thiết, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cất con về lúc tuổi đời còn thanh xuân, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cho con sống đến lúc tuổi già, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con liệt giường đau đớn suốt cả một đời, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con trong cuộc sống gặp toàn thất bại và chán trường, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để những chủ ý ngay lành nhất của con bị kết án, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa soi sáng tâm trí con, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con trong tăm tối và chịu đủ thứ khổ hình, nguyện Chúa được chúc tụng. Từ giây phút này trở đi, tôi sống hết sức an bình vì Chúa mang tôi trong lòng bàn tay của người. Chúa là đấng từ bi vô hạn. Chúa biết ở mọi nơi và trong mọi sự, lúc nào tôi cũng khao khát một mình người. Nhật ký 1264. Lời nguyện. Lạy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, con khẩn nài Chúa ban cho con ơn được luôn trung kiên thi hành Thánh Ý Chúa Cha trong mọi sự và ở mọi nơi. Lạy Chúa Giêsu, khi Thánh ấy xem ra cay cực và khó thực hiện đối với con, chính lúc ấy con van xin Chúa, chớ gì quyền năng và sức mạnh từ các thương tích Chúa trào thông cho con, để môi miệng con được lập đi lập lại lời này: lạy Chúa, nguyện ý Chúa được nên chọn. Ôi đấng cứu thế, đấng quá yêu phần rỗi nhân loại, đấng đã quên mình giữa khổ hình và đau đớn khủng khiếp để chỉ nghĩ đến phần rỗi các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu vô cùng lân ái, xin ban cho con ơn biết quên mình và sống trọn vẹn cho các linh hồn, cộng tác với Chúa trong công trình cứu chuộc cho trọn Thánh Ý Chúa Cha. Nhật ký 1265. Chị Thánh giờ đây đã đạt tới sự lãnh đạo thánh thiện và sẵn sàng chấp nhận trọn vẹn Thánh Ý Thiên Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, đọc cái phần cuối cái hành vi dâng hiến, chúng ta thấy đấy là tín thác. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng hallelujah, tạ ơn Chúa, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để cho sáng hay để cho tối, Chúa để cho giàu hay để cho nghèo, Chúa để cho thành công hay để cho thất bại, Chúa để cho sống tới tuổi già hay cất về lúc còn thanh xuân, Chúa để cho lao đao lận đận hay là thành công rực rỡ, tất cả đều là Thánh Ý Chúa, nguyện Chúa được chúc tụng. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Nếu chúng ta sống như vậy, sống hành vi dâng hiến mà Faustina được Chúa Giêsu mặc khải tỏ cho biết, và Faustina đã phó thác tận tuyệt cho Thánh Ý Thiên Chúa để thực hiện hành vi này. Ước gì mỗi anh chị em chúng ta trong cuộc sống của mình cũng luôn tạ ơn Chúa, cũng nguyện Chúa được chúc tụng trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ tình huống nào. Và thưa anh chị em, chúng ta thấy công cuộc của Chúa,
công cuộc loan truyền lòng thương xót của Chúa gặp rất nhiều trở ngại. Nhưng Chúa đã nói: con đừng sợ hãi gì, những chương trình của nhân loại sẽ bị cản trở bởi vì chúng phải tuân hợp với thánh ý của Chúa. Và những đau khổ mà Faustina phải chịu, Faustina cho thấy đau khổ dường như vượt quá sức mình. Mà những lúc như vậy, Chúa nói: hãy chiêm ngưỡng các thương tích của ta, con sẽ vượt qua được sự khinh khi và xét đoán của con người. Con hãy suy gẫm cuộc khổ nạn của ta để giúp con vươn cao trên mọi sự. Những đau khổ vì sự khinh khi và xét đoán của con người. Có nhiều chị em, có nhiều anh em, nhiều bạn đi vào con đường lòng Chúa thương xót đang được Chúa cho cảm nghiệm, cảm nếm điều này, đã phải thốt lên: đau khổ quá, con không thể chịu nổi, oan ức quá, oan khiên quá, con chỉ muốn rút lui thôi. Hôm nay hãy nghe nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi 1184, cảm nhận những đau khổ ấy Faustina đã đón nhận, đã cảm nhận dường như đau khổ vượt quá sức của mình. Nhưng khi bị như vậy, hãy chiêm ngắm các thương tích của Chúa Giêsu để vượt qua được sự khinh khi và xét đoán của con người. Tất cả để nhằm mục đích là đem các linh hồn về với Chúa. Và hãy nói cho các linh hồn: không gì có thể ngăn cản ta ban phát ơn thánh cho các con. Linh hồn nào càng khốn nạn càng có quyền lớn hơn trên lòng thương xót của ta. Hãy hối thúc các linh hồn, hãy tín thác vào vực thẳm lòng từ ái vô tận của ta, vì ta muốn cứu vớt tất cả. Trên thập giá, nguồn mạch xót thương của ta đã được lưỡi đồng khai mở cho hết mọi linh hồn. Ta không loại trừ bất kỳ một ai. Và những ai tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì sẽ được đón nhận lòng thương xót ấy. Còn những ai không tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì sẽ phải đón nhận sự công thẳng của Chúa. Bạn muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa hay sự công thẳng của Chúa? Mỗi người hãy tự lựa chọn. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai phần thứ 19, cuộc đời thánh nữ Faustina. Xin Chúa chúc lành cho tất cả. Amen. Trong bao xót xa, lòng đầy buồn phiền và âu lo. Mẹ ơi, bao ngày qua là con sống trong ao tù, tội lỗi vô vàn, xin mẹ thương, thương con. Trên đường trần đầy trông gai quá cơn mơ nhiều gian dối, mẹ là sao dẫn đường đưa con đến quê trời nơi hiền hòa đầy an vui trong yêu thương đầy tin yêu.